Lạ thiệt nha. Sao lại có cảm giác sắp mưa lớn vậy nè? Em nhìn kìa, là lốc xoáy đó. Xà thần chơi nước. À ha, có nhiều người cũng nói như vậy. Anh cũng từng nghe chuyện này. Khoan đã, em định nói là lốc xoáy đó là xà dương đang chơi nước đó hả?